Hai cặp vành anh em ơi, đã xong xuôi anh em nha. Đấy, Hiếu đã đan và cân ăn hoa cho anh. Đây, gôi si anh em này. Đấy, KBI là đằng sau. Gôi si này, GP đằng trước này. Đấy, thì toàn bộ 36 cái chân len hoa này Hiếu đều xé túi của Honda để lắp vào cho anh, rất là ok. Đằng trước cũng vậy, rất là chắc chắn anh em ạ. Chẳng qua là hơi đắt một chút xíu thôi. Nhưng mà anh ở Nghệ An anh bảo cứ đóng cho anh nên đồ xịn, cho nên là Hiếu cứ phải theo nhu cầu của anh thôi. Ở đây thì sử dụng bằng cái lọ sơn cũng theo nhu cầu của anh luôn, là phải sơn hình con chim để sơn cho anh cặp vành. Mà Hiếu thấy cái sơn này cũng rẻ, có 25k rồi anh em ạ. Đấy, 25k một lọ sơn hình con chim này cũng rất là ok. Mình sơn để chống rỉ vành. Đây, cái vành của nó vành mới như này, thì mình chỉ cần bôi, mình quét vào đây thôi là xong. Đấy, vành mới anh em ạ. Đấy, mình bôi để mình chống rỉ mà anh em. Đấy, bây giờ Hiếu sẽ găm máy quay lại, Hiếu sẽ mở cái hộp sơn này Hiếu bôi, anh em của Hiếu cùng xem là nó có tốt bằng cái hãng của anh em đang dùng không nha. Sơn màu đỏ hình con chim. Đấy, vâng. Mà vành thì mới quá nhỉ. Dạ vâng. Cháu sơn xong sửa xe là cứ đi không cho cháu xin cái gì chú? Sửa xe cứ đi. Vâng, chú sang bên kia lấy ở chỗ cháu để ở trên cái ấy đấy. Chú ở trên cái thềm đấy. Vâng, chú lấy đi. Là cháu lên đi đấy à? Vâng, cháu đang quét cái vành cho anh em cùng xem. Chú đợt này không bán cà phê cà pháo à? Lại thôi rồi. Vâng, thôi thì biết làm nào chú nhờ. Cái này là giống màu sơn zin anh em nhỉ. Sơn zin như nào mình quét cái lọ này lại y chang luôn anh em ạ. Đấy, anh em thấy giống sơn zin không? Đây, chỗ này là Hiếu chưa quét này. Đấy, chỗ này quét rồi là giống sơn zin nhỉ. Còn mấy có nhiều cái loại màu đỏ thì màu đỏ tươi, cái này màu đỏ giống như kiểu sơn zin của hãng luôn. Mà giá thành lại rẻ. Anh em chúng ta mua lọ này dùng Hiếu thấy rất là ok. Chống gì? Bôi cái này vào nó phải được vài năm, 5-6 năm đấy anh em ạ, 5-6 năm chưa chắc đã gì đâu. Hiếu đây Hiếu phải bôi khoảng tầm 2 đến 3 lớp đấy. Hiếu bôi cái lớp này cho nó khô đi, xong nào lại bôi thêm lớp tiếp. Thì là mới bịt các cái, ví dụ như Hiếu quét cái chỗ này này nó chưa có sơn dính này. Thì nếu Hiếu quét lớp thứ hai thứ ba là nó sẽ bịt hết cái chỗ đấy luôn. Đây là Hiếu quét nguyên chất luôn anh em ạ. Đã quét nguyên chất luôn thì nó mới được bền, còn anh em chúng ta mà pha xăng vào thì nó sẽ được kém hơn, tuổi thọ kém hơn. Đây là Hiếu quét nguyên chất mà anh em nhìn, mở mở ra phát là quét luôn, không pha chế cháo gì cả. Nhìn rất là đẹp anh em nha. Có những cái nó bị dính ra mép ngoài thì tí nữa anh em chúng ta dùng rẻ mà cả xăng chúng ta lau lau đi một tí. Thì căn bản là Hiếu nghiêng cái vành để Hiếu quay cho anh em chúng ta cùng xem ấy. Chứ còn nếu như mà mình mà sơn thì mình sẽ dựng nó lên, mình sơn thì nó chuẩn hơn.
ra cái vành. Sơn cái sơn này nó giống như sơn zin anh em nhỉ. Nhìn đẹp. Sơn hình con chim anh em nhá. Dành cho anh em nào yêu thích xe mà muốn sơn vành thì anh em chúng ta có thể đi mua sơn con chim. Sơn cái loại này lại giống màu sơn zin. Hiếu sơn như này Hiếu để khoảng tầm 1-2 tiếng. Sau nó lại khô khô đi thì Hiếu lại sơn tiếp. Vì căn bản là dựng con này cũng còn lâu mới xong. Con này thiếu nhiều độ anh em ạ. Thiếu nhiều đồ và phải mua lên nhiều đồ lắm. Thì nữa Hiếu sẽ quay cho anh em cái khung sườn của con này và các cái đồ lên rất dã man luôn. Đấy. Rồi, mình cứ để đây thôi anh ạ. Để đây khoảng tầm hơn tiếng thì mình lại ra quét lần hai. Cái này Hiếu sẽ quét khoảng tầm 3 lần. Quét như này thì tầm 5 năm. Đúng 5 năm thì anh em chúng ta không phải suy nghĩ, không bao giờ sợ gì anh em nhé. Đây, Hiếu giới thiệu mà anh em thì khung sườn con này đang dựng lên đây. Đấy, xăm lốp Indu. Xăm Indu đỏ nha. Tốt nhất các dòng loại xăm chế thái này, phuộc sau. Đấy, Honda này. Đây, phuộc Hiếu đã lên đây rồi. Đấy, lên đồ dần dần rồi anh em. Anh em nhìn này. Tem thái này. Đấy. Thái tiếp này. Dã man chưa? À. Chơi xe thì đồng hồ thái hai tem. Đã gọi là chơi thì không sợ mưa rơi anh em ạ. Nhưng mà nếu như anh em nào mà chơi mà sợ mưa rơi thì chắc sót không dám chơi. Mình nhập hàng mình cũng thấy sót. Anh em nhìn đây. Tay làm thái này. GPG này. Chân chống phụ Honda này. Vãi trưởng anh em nhỉ. Trời toàn đồ Honda. Cần phanh này. Cần phanh. Dàn chân Honda này. Trục đứng cũng Honda này. Phớt Mayer Honda này. Anh bắt phải đoánh Honda hết anh em ạ. Thế như này. Chân trồng đứng Honda này. Đấy. Anh em thấy chưa? Tem. Đây hộp vành hộp viếc thì Hiếu vừa làm xong rồi. Anh em tưởng tượng rằng hôm qua bóc cái ấy ra này, bóc cái lan hoa ra mà một đống sợ vãi trưởng lên thành
cả một túi này luôn anh em ạ, bóc ra được một túi đồng lát luôn. Đấy. Đây nhựa đây. Nhựa cũng Honda chưa lắp. Đây. Tất cả đều Honda anh em ạ. Rồi, Honda đây. Đấy. Gương cũng Honda. Đây, cái đồng hồ này mặt nó xấu quá. Mà mặt này là mặt của Việt đúng không anh em? Hay là của Thái, nó bạc bạc đấy. Giờ mình lấy cái đồng hồ kia lắp vào đây cho nó đẹp. Bồ xịn. Đấy, ok anh em. Hộp xích Thái. Hộp xích Thái này. Đấy. Bây giờ đang dựng dần dần lên. Thì nó vật con này ra để xử lý cái chân trục đứng cho nó đứng lên rồi mới ráp tiếp anh em ạ. Con này là mất nhiều ốc với cả nhiều đồ lắm. Con này thửa toàn đồ hãng như này cho nên là nó hơi lâu. Đấy, đây là một cái video Hiếu chia sẻ cho anh em. Lúc nào lên đồ con này xong Hiếu quay lại một đoạn video clip cho anh em xem nhá. Rồi ok, Hiếu chào tất cả anh em nhá.